một người như thế nào mới có thể có dũng khí dùng bấm bấm vào mặt mình. Không sai, anh ta chính là chú hề Jerome Vallester. Mới đây, Jerome bắt cóc cha ruột của mình. Ngày còn nhỏ thường xuyên bị mẹ bạo hành, người cha không những không can ngăn, thậm chí còn nói với Jerome, trên thế giới này không ai quan tâm mày. Muốn cho cha và mẹ gặp lại nhau dưới địa ngục, Jerome không lưu tình, dùng lực đâm chết ông ta. Màn đêm buông xuống, thành phố Gotham đang tổ chức một buổi vũ hội từ thiện lớn. Buổi vũ hội này tụ hợp tất cả những người trí thức có quyền, có tiền. Trên sân khấu, có một nhà ảo thuật đang biểu diễn. Ông cần có người tham dự, và trong đám đông chỉ ra một người, chính là bạn. Bruce Wayne bước lên sân khấu, mà thứ cần cậu phối hợp biểu diễn chính là cắt người. Nhìn dao trong tay nhà ảo thuật, mọi người ngăn lại. Khi vừa ấn xuống, thì mọi người thả lỏng ra, thấy Wayne không sao, mọi người thở phào một hơi. Màn biểu diễn tiếp theo bắt đầu. Trợ thủ của nhà ảo thuật yêu cầu phó thị trưởng lên sân khấu tham dự. Lúc này mặt nạ của trợ thủ rơi ra, một người phụ nữ ở hiện trường nhận ra cô ta chính là Barbara của Matt Gang. Cô biết chuyện lớn không tốt, liền nhanh chóng cho cảnh sát trưởng Gordon. Nhưng màn biểu diễn không cho anh ta thời gian. Khi tiêu của nhà ảo thuật chuẩn xác, phó thị trưởng lập tức ngã lăn ra đất tắt thở. Lúc này nhà ảo thuật cũng lộ ra mặt thật, chính là chú hề Jerome. Sau khi khống chế hiện trường, hắn ta bắt đầu live stream. Tại hiện trường, Jerome bắt cảnh sát giao ra 40 triệu tiền chuộc nếu không sẽ giết chết con tin tại hiện trường. Gordon vừa nhận được tin đã xem truyền hình trực tiếp, cắn răng tức giận. Đột nhiên trong đó xuất hiện một người khác, ông ta nói những lời chính nghĩa, đưa ra những lời luận tội Jerome, hy vọng Jerome có thể cải tà quy chính, dùng tính mạng của chính mình đổi lấy sự an toàn của mọi người ở hiện trường. Đang nói kịch tính, liền bị đánh ngất, không có ai làm phiền. Jerome bắt đầu lên cơn điên của mình. Lúc này hắn nhớ đến Wayne, lập tức bắt quản gia của hắn, uy hiếp Wayne xuất hiện. Không còn cách nào, cậu chỉ có thể xuất hiện. Đột nhiên vài tiếng súng vang lên, Gordon cuối cùng cũng đến. Jerome thấy anh ta không có chút sợ hãi nào, ngược lại càng phấn khích, luôn muốn trước mặt tất cả mọi người giết chết Wayne. Vào lúc này, thì ra người đàn ông này và Jerome đã thương lượng trước. Trong buổi vũ hội diễn một màn anh hùng cứu nước, nhưng Jerome không hiểu sao dường như điên cuồng hơn, mới khiến người đàn ông vừa tỉnh lại phẫn nộ tiễn anh ta lên trời. Hiện trường hỗn loạn kết thúc bằng sự nằm xuống của một chú hề. Mọi chuyện kết thúc, Jerome mặc dù đã chết, nhưng độ điên của anh ta không dừng lại. Một năm sau khi Jerome chết, thành phố Gotham vẫn còn đang rất hỗn loạn. Những người từng tôn sùng Jerome, giết người vô tội, không tội ác nào không làm. Một phần tử cuồng tín Dwight, vì để Jerome sống lại, kêu gọi mọi người đột nhập vào kho lạnh để xác của Jerome. Mà sau khi đưa thi thể ra, đặt trong một loạt các thiết bị, chuẩn bị phục hồi. Nhưng sau một hồi thao tác, Jerome không có phản ứng. Điều này khiến Dwight nảy sinh ra một ý định điên cuồng. Họ muốn nhìn thấy mặt của cậu. Sau khi cắt bỏ khuôn mặt của Jerome, hắn ta lập tức rời đi. Khi cảnh sát tới, hiện trường chỉ còn lại di thể của Jerome. Pháp y là một người nữ cảnh sát, chuẩn bị kiểm tra thi thể của Jerome, đột nhiên có việc rời đi. Đợi cô quay lại, liền cảm thấy lạnh rợn người. Jerome không những mất tích, mà một người cảnh sát còn nằm gần đó. Không đợi cô phản ứng, Jerome sống lại bắt giữ cô, dễ dàng khống chế. Thông qua TV truyền tin, vi trực tiếp của Dwight, Jerome mới biết mình làm sao lại sống lại, và chuyện gì đã xảy ra trên mặt mình. Không chút do dự, hắn mặc lên bộ đồ cảnh sát rời đi. Bên kia Dwight đang ở hiện trường trực tiếp làm nhảm, đang nói đến kịch tính. Gordon dẫn đầu nhóm cảnh sát vũ trang xông vào, chỉ một lát đã bắt giữ được hắn ta. Tên cuồng tín Jerome này, Gazon sắp xếp một người cảnh sát đưa hắn về đồn cảnh sát. Nhưng anh ta không ngờ tên cảnh sát đưa Dwight đi chính là Jerome. Đợi khi anh ta nhận được tin Jerome sống lại, đã muộn rồi. Dwight bị bắt đi, bị dọa đến tiểu ra quần. Jerome lại rất vui vẻ, anh ta đem da mặt của mình gắn lên trên mặt. Dwight dùng mình ngập ngừng hỏi Jerome liệu có tức giận. Jerome nói với anh ta là cậu phục hồi tôi. Giữa bạn bè, da mặt đã là gì? Dwight cho rằng mình tránh được một kiếp, nhưng giây tiếp theo anh ta liền bị treo bom lên, xuất hiện trước ống kính. Jerome lợi dụng hiện trường trực tiếp tuyên bố sự trở về của mình. Sau khi đánh lửa, Jerome nói với Dwight, thực ra tôi không hề tha thứ cho việc cậu đã cắt mặt tôi. Ha ha ha. Gordon tận mắt nhìn thấy hiện trường vụ nổ, tiếp đó cả thành phố Gotham chìm trong bóng tối ma quái. Jerome sống lại khiến rất nhiều người cuồng tín điên cuồng. Trên đường vang lên tiếng cười mang tính biểu tượng của Jerome vang khắp thành phố. Rất nhanh, Jerome bắt Wayne đến sân chơi, nói với Wayne, những kẻ đánh đập, phá hoại, cướp bóc, phóng hỏa chính là những kẻ bưng trà rót nước cho những người giàu có quyền thế vào ban ngày. Thừa nhận đi, Gotham này làm gì có anh hùng. Tiếp đó hắn đem Wayne trói trên cây cột, chuẩn bị dùng pháo đưa cậu đi đoạn đường cuối cùng.
chính vào lúc Jerome nhóm lửa. Cảnh sát kịp thời đuổi đến. Trong lúc hỗn loạn, Wayne thoát khỏi sự trói buộc, tránh được một kiếp. Sau khi Jerome tìm thấy Wayne, muốn đơn độc chiến đấu, nhưng không ngờ Wayne nhìn nhỏ bé mà lực chiến đấu không nhỏ, vài quyền đã đánh Jerome lăn ra đất. Nhưng cuối cùng Wayne cũng không ra tay giết người, ngay cả khi đối phương là một tên hề độc ác. Wayne rời đi, Jerome đuổi ra ngoài vẫn muốn tấn công, nhưng chưa được hai bước liền bị Gazon đuổi đến đánh bay lớp da mặt, mà Jerome nằm dưới đất không còn sức để đứng dậy. Jerome được gửi trở lại Arkham Asylum, nhưng mà hắn ta không từ bỏ lý tưởng của mình, giữ vững hình tượng, cắt tóc gọn gàng, sau đó tìm người tên Penguin muốn hợp tác. Penguin nghe xong không muốn hợp tác, Jerome cũng không nhiều lời, hắn sau đó chỉ có thể đầu hàng. Jerome cũng thống nhất Arkham rất nhanh dưới sự giúp đỡ của mọi người. Jerome mở ra được cửa lớn, hắn thả tất cả những kẻ điên ra, đưa họ hoành hoang ra khỏi Arkham. Sau khi ra khỏi nơi đó, Jerome rất nhanh tìm thấy người cậu ngày trước ngược đãi mình, nhưng không ngờ ông ta sớm có chuẩn bị. Dưới sự giúp đỡ của một tên đô con, Jerome rất nhanh bị khống chế. Lúc này Wayne xuất hiện cứu Jerome. Lúc Wayne và người đàn ông đô con đang đánh nhau, Jerome khống chế ông cậu. Sau khi hỏi địa chỉ của một người tên là Wider, dùng súng bắn chết ông ta. Sau đó Jerome tự tạo cho mình đội quân quái vật, vạch ra một kế hoạch điên cuồng, dùng khí cười khiến tất cả mọi người đều trở thành như người của Arkham. Những người khác sau khi nghe xong đều rất phấn khích, chỉ có Penguin là có suy nghĩ khác. Jerome theo địa chỉ tìm được nhà của Wider, nhưng vừa gặp mặt liền bị đánh ngất. Khi tỉnh lại, hắn đã bị nhốt lại. Gazon đuổi đến liền ngơ người, vì người tên Wider này chính là Jeremiah, anh trai của Jerome. Jeremiah nói từ nhỏ đã sợ em trai, cho nên anh ta luôn nói với mẹ mình em trai muốn giết chết chính mình. Khi mẹ và cậu giấu mình đi, và Jerome lại nhận được tình yêu của tất cả người thân. Mới nói một nửa, camera hiển thị thủ hạ của Jerome đã tiến gần. Jeremiah đưa mọi người đuổi theo. Trong mê cung hai anh em gặp nhau. Jerome hận anh trai, cho nên hắn muốn Jeremiah điên cuồng giống như mình. Chỉ cần một ngày không thuận lợi rồi ai cũng sẽ bị bức điên thôi. Gordon đuổi đến cắt đứt đoạn đối thoại của hai người. Jerome vứt bỏ lại anh trai bỏ chạy. Jeremiah được đưa về đồn cảnh sát để được nhận sự bảo vệ, mà Jerome cũng bắt đầu kế hoạch của mình. Bọn họ bắt thị trưởng và quan chức cấp cao đến quảng trường âm nhạc, quấn bum lên mỗi người và uy hiếp Gordon giao ra anh trai Jeremiah và Wayne. Không còn cách nào, Gordon chỉ có thể đồng ý. Rất nhanh Jeremiah và Wayne cũng bị đeo bom lên. Bên kia bậc thầy thôi miên đã thôi miên thành viên phi hành đoàn. Penguin bị phát hiện phản bội cũng bị xử. Phi thuyền chở khí cười rất nhanh bay đến bầu trời bên trên quảng trường. Gordon không do dự, phối hợp thực hiện một cuộc đột kích. Trong lúc Jerome kích động, điều khiển bom cũng mất tác dụng. Không còn cách nào, chỉ có thể bỏ chạy. Gordon đuổi theo lên đỉnh tòa nhà, bắn một phát súng, Jerome rơi xuống. Gordon muốn kéo hắn lên. Jerome nói, tôi có một suy nghĩ và khái niệm. Tôi sẽ tiếp tục ở trong bóng tối, sống trong sự bất mãn của Gotham. Với sự sụp đổ của Jerome, đưa chú hề quay lại với bóng tối. Penguin khống chế phi thuyền hóa giải nguy cơ. Jeremiah cũng bảo toàn được tính mạng. Nhưng không ai ngờ, đợi khi Jeremiah về nhà, một chiếc hộp khí cười lại tạo nên một chú hề càng điên cuồng hơn. Hãy tiêu hủy tất cả đi, anh trai. Ha 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 ha. Nhìn Gotham có vẻ sáng sủa, trong đó có Wayne giữ vững ngọn đèn sáng, cũng không nhịn được mà dấn thân vào bóng tối. Một Jerome đổ xuống, còn có rất nhiều chú hề khác đi ra, mà anh trai của hắn ta, Jeremiah có thể so với hắn càng điên cuồng hơn. Bộ phim hôm nay đến đây thôi. Follow tôi, lần sau không